Kính xin thầy hướng dẫn con phương pháp hóa giải sau cơn giận và làm thế nào để mình có thể tha thứ cho người mà tâm không còn vướng bận vì người đã xúc phạm mình. Khi mà mình đã quy định người đã xúc phạm mình đó, là tại vì mình ôm ấp một cái ngã. Ngã là tôi. Cho nên khi mình nghĩ người ta xúc phạm mình là bởi vì mình có ôm ấp một cái bản ngã. Còn nếu mà mình giảm được cái bản ngã thì mình sẽ thấy rằng mình tha thứ được người đó. Tại vì ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có lỗi lầm và ai cũng cần được tha thứ. Mà bây giờ rõ ràng là mình tha thứ được người đó thì dĩ nhiên là người đó sẽ rời khỏi tâm thức của mình, và chính mình cũng cảm thấy được sự nhẹ nhàng khi mình không còn nuôi một sự hiềm hận nào trong lòng. Mà quý vị cứ nghĩ vậy nè, hồi đó có bà có câu chuyện nhỏ hay kể cho mấy chú nhỏ nghe đó, là có một cái cô giáo đó cũng cho một hai nhóm học sinh ôm trong người hai cái túi ni lông và trong đó có những củ khoai. Thì cái củ khoai này á, là phải ôm, phải vác cái trên vai, và dù cho thức hay ngủ cũng phải đeo cái túi khoai này hết, đeo như vậy suốt một tuần lễ. Thì đến qua cái tuần thứ hai á, thì có những em nó đi vô trong trường học á, thì cái túi khoai có những em nó còn ít khoai lắm. Thì cô giáo mới hỏi tại sao cái túi của em nó ít khoai. Nó nói dạ trong một tuần lễ này tuy em vẫn mang cái túi này, nhưng hễ củ nào thúi hôi thì em bỏ nó ra ngoài. Vì vậy cho nên em vẫn mang túi khoai này mà nó không hôi. Ngược lại người kia vẫn mang một túi khoai và không củ nào bỏ ra hết, cho nên cái túi khoai đó rất hôi thôi. Thì cái câu chuyện đó cũng để nhắc chúng ta, ai trong chúng ta cũng có cái túi khoai để mang hết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết lọc những củ khoai nào thối để chúng ta bỏ ra ngoài, hay là chúng ta cứ khư khư giữ cái túi khoai đó để rồi tự nó bốc cái mùi hôi lên. Và ai là người ngửi cái mùi hôi đó? Chính là mình. Vì vậy cho nên á, cũng như là một cái tâm niệm, ghét với thương không phải là hai tâm. Khi mình cảm thông được thì từ cái tâm ghét nó chuyển thành một cái tâm khác là tâm thương thôi. Nhưng mà nó chuyển thôi. Ví dụ cũng là cái số gạo đó, nhưng mà mình nấu nó sống. Bây giờ mình chuyển nó ra một cái nồi rộng hơn, rồi chúng ta xới nó lên, rồi cho nước thêm vô, thì cũng bao nhiêu gạo đó, nhưng mà từ một cái trạng thái gạo sống nó chuyển thành một trạng thái cơm chín. Cũng bao nhiêu hột gạo đó chứ nó không có thêm, nhưng mà bởi vì mình đổ nước vô và đủ lửa thì tất cả những hạt gạo đó nó sẽ nở lên thành một nồi cơm. Mình thấy nó nhiều hơn hồi nãy mình để. Nhưng mà mình nếu người bình thường không biết thì nghĩ rằng chắc có lẽ ai thêm gì, nhưng mà không, cũng bao nhiêu gạo đó thôi. Sự tu hành cũng thế, nó không có thay thắt cái gì hết, nó chỉ chuyển đổi từ một tâm niệm này sang một tâm niệm khác. Khi chúng ta chưa tỉnh còn mê lầm thì tâm niệm này còn quá nhiều khổ đau và chấp trước. Và cái gì có thể giúp chúng ta tha thứ được? Một là quán vô thường. Có thể mình chết, người đó chết. Quán vô thường. Quán những cái đau khổ trong cuộc sống để chúng ta có thể buông thả được cái người đó ra khỏi lòng mình. Mà nếu mình đặt để là họ là người xấu, họ là người làm mình khổ, nhưng mà chính bản thân người đó cũng chưa biết, hoặc là chưa chắc là họ đã biết rằng họ làm khổ mình nữa. Tại vì họ sống, họ quan điểm như vậy. Thành ra tùy theo mình nhìn sự việc, bằng cái trí hay bằng cái tâm mê lầm của mình. Nếu mà mình mê lầm thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng cái người đó là cái người khó chịu đối với mình. Con có một người chồng rất gia trưởng, quạnh hẹ, nói những lời nhục mạ, coi vợ như người hầu. Con đã chịu đựng nhiều năm như thế, rất là buồn khổ. Con có nên ly dị hay tiếp tục chịu đựng đau khổ để trả nghiệp cho đến hết cuộc đời? Xin thầy cho con lời khuyên.
Dĩ nhiên là Pháp Hòa không thể biểu ly dị đi. Thưa đại chúng, là mỗi người chúng ta đều có một cái duyên với nhau hết á. Nhưng mà có điều là cái duyên này là thiện duyên hay là nghịch duyên hay là ác duyên. Thiện duyên á là mình với người đó rất là thuận lợi, mình nói người đó nghe hoặc là hiểu và cảm thông, gọi là thiện duyên. Nghịch duyên á là mình nói đường này ổng làm đường khác. Còn ác duyên á là sống là luôn luôn hãm hại, làm khổ đau cho nhau. Cái này chỉ mới là nghịch duyên thôi, tức là nói những lời làm cho mình khổ, mình khó chịu vậy thôi. Thì bây giờ á, người xưa đã quy định rồi, phu thê hề duyên, nghịch duyên ác duyên, vô duyên bất hảo. Vợ chồng đều là duyên, nghịch duyên hay thuận duyên, không phải là duyên không có gặp. Như vậy thì đã là vợ chồng thì nhất định là có duyên. Nhưng mà điều là thuận hay nghịch hay ác. Nếu ác là luôn luôn làm cho mình khổ não, chửi bới đánh đập, làm những điều làm cho mình phải đau khổ, ví dụ như tạo nợ bắt mình phải trả, uống rượu về đánh đập mình, chửi bới gia đình mình, ví dụ vậy. Còn bất quá là nghịch duyên là giữa mình với người đó luôn luôn có những cái chống. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ đi, nếu mà là, nếu mình nhận nó là nghiệp, mình không trả người này, tức là mình quỵt của người này, thì cuối cùng cũng phải trả như người khác. Tại vì nghiệp mà, nợ mà, mình không trả thì không trả bây giờ cũng trả đời sau, không trả người này cũng trả người khác. Thành thử nếu mà đã nhận là nghiệp thì trả. Nhưng bây giờ nè, mình trả phải không, nhưng mình đưa cái tâm của mình vào trong cái, mình đưa sự tu tập của mình vào cái công việc này là gì? Đó là nguyện chứ không phải nghiệp. Nếu mình nhìn sự việc là nghiệp cũng được, nhưng mình trả nó hơi khổ. Còn nếu mình nhìn đây là cái nguyện, tôi nguyện chịu đựng, tôi nguyện trả cho người này, tôi nguyện thay thế một người khác ở trong cái vị trí này, cho nên cái nguyện là khác. Cũng là trả vậy đó, nhưng mà nhờ mình đưa cái tâm mình lên cái chỗ tiêu cực, tích cực hơn. Thay vì cứ nói nghiệp, 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 thì mình mới nói nguyện. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Bồ Tát có bốn cái nguyện đối với thân mình: đem thân của mình, nguyện thân mình như đại địa, nguyện thân của mình như là cái cầu để cho chúng sanh qua đường, nguyện thân của mình như đất bằng cho chúng sanh đi. Đó là dời thân của mình, Bồ Tát nguyện như thế. Còn Bồ Tát về tâm của mình, Bồ Tát nguyện tâm mình như đại hải. Còn đối với chúng sanh, Bồ Tát, đối tượng của Bồ Tát với chúng sanh, chúng sanh là đối tượng của Bồ Tát phát nguyện là chúng sanh khổ, nguyện sinh cứu khổ. Bây giờ ổng không chửi mình, ổng chửi người khác, rồi người khác nhịn nó không được, người khác trả đũa. Còn giờ ổng chửi mình biết tu, cho nên mình hóa giải được cái hận thù. Không phải ly dị là giải quyết được vấn đề. Tại vì nếu như mà mình chưa có giải tỏa được cái niềm đau, cái nỗi khổ mà cái gốc mình chuyển hóa được á, thì bây giờ mình gặp một người khác chửi mình, mà không phải chỉ một người này. Ví dụ như chồng chửi, bạn chửi, trên cuộc đời này đâu phải chỉ một người chửi mình đâu, mà nhiều người khác chửi mà mình không đủ năng lực để mình tiếp nhận là mình sẽ khổ. Nhiều người chứ không phải là một người. Cho nên thôi thì bây giờ á, mình phát nguyện chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện, để mình có thể tiếp nhận được mọi cái con người trong cuộc sống. Nhẫn á, nó có ba thứ nhẫn: pháp nhẫn, sanh nhẫn và vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là ai?
là tất cả những người mà chúng ta sống xung quanh đây. Đừng có nói chi là nội cái chuyện mà chúng ta ngồi trong cái hội trường mà chỉ có một ngày như thế này thôi đó, mà đôi lúc cũng phải sanh nhẫn với một người nào đó kế bên mình. Sanh nhẫn là gì? Là những chúng sanh còn sống xung quanh mình, còn va chạm với họ, là mình phải nhẫn họ. Nói cách khác, còn tiếp xúc con người là phải nhẫn nhịn giữa con người với con người. Nhiều khi đi vô trong một cái nhà vệ sinh công cộng, mình đang đứng vậy đó, cái người đó rửa tay xong búng búng cái tay văng vô mặt mình mà không hề một lời xin lỗi là phải sanh nhẫn rồi đó, phải không? Hoặc là mình đang làm một cái gì đó họ lấn áp mình một cái. Cho nên nếu mà mình nói là gọi là sanh nhẫn thì ở đời này hễ còn độ gia chạm gầy gần nhau là phải có sanh nhẫn. Còn pháp nhẫn là gì? Pháp nhẫn tức là những cái vấn đề như là thời tiết, hoàn cảnh nó xảy ra đến với mình phải pháp nhẫn. Ví dụ như quý vị đi qua Canada tháng 12, nói trời ơi, xứ Úc tôi tháng này nóng dữ lắm. Ủa, anh đã nói rồi, xứ Úc của anh nghĩa là tháng 12 là mùa hè, còn xứ Canada của tôi Canada mùa đông là tháng 12. Anh nhận qua Canada chơi tháng 12 thì anh phải chấp nhận cái lạnh của Canada, để gọi là pháp nhẫn. Anh không thể bắt buộc tháng 12 của Canada phải nóng như là mùa hè của nước Úc. Không phải vậy không? Mình đi đâu cũng có pháp nhẫn hết á. Thí dụ mình ngồi trên máy bay giữa ba người, mình thì ngồi ngoài, cái người kia ngồi ở trong. Mình ngồi không yên với cái người đó, 5 phút họ đứng dậy họ đi ra, nửa tiếng họ đi ra, rồi vẽ làm gì? Thì mình đã ngồi chung một băng ghế rồi, thì bây giờ bất quá là phải chịu đựng họ 4 tiếng máy bay, phá quà bị hoài gì. Có nhiều lúc mình ngồi bìa nè, có những cô, những anh chàng vô ngồi bên trong mà nó uống rượu suốt, nó mua mấy cái chai rượu trên máy bay nó uống. Trời ơi, một lát nó đi, mình muốn, mình thì ham ngủ, mình muốn nghỉ ngơi mà nó cứ khiều mình suốt à. Thì bây giờ làm sao? Thì có những lúc như vậy thì gọi là pháp nhẫn. Cái hoàn cảnh mà cái pháp mà nó cứ đứng lên đứng xuống, nó khiều mình đó. Và chẳng những pháp nhẫn mà luôn cả con người đó gọi là sanh nhẫn. Vì trong con người nó hay tạo ra cái pháp làm cho mình khó chịu. Trong con người đó họ khó chịu, cho nên họ thường đưa ra những lời nói, họ thường đưa ra những cử chỉ mà chúng ta chịu không nổi. Rồi bây giờ nếu quý vị nhẫn được người đó là quý vị sẽ có được cái năng lực khuyên giải con cái, để làm cho con cái đủ cái sức nhẫn nại, đủ cái sức mạnh để cho con cái nương theo mình mà lướt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cho nên nhiều khi cái cách tu nhẫn của mình đó lại là một cái hình ảnh để cho con cái mình nó nương theo. Cho nên cái người đó, ai mà làm cho mình khó chịu chính là cái người mà tác thành cái sự nghiệp cho mình. Rồi con cái mình nó thấy được cái sức nhẫn của mình, mai mốt nó vượt. Cái này là một bài học lớn á, chứ không phải thường đâu. Thật ra thì quý vị biết không, hôm nào quý vị có dịp và quý vị mở những cái buổi pháp đàm, làm thế nào để mình có thể chịu đựng được những người chồng như thế? Tại vì bất pháp hòa mà có trả lời đi nữa là cũng người đứng ngoài cuộc thôi, chứ có chồng đâu biết chồng mình làm gì. Chính những vị là những người đương sự, quý vị mới nói đúng tâm can nhất. Và quý vị sẽ có những cái con đường, những cái cách sống, những cách hóa giải hay đúng đắn nhất. Cho nên chị huynh đệ với nhau đó, thỉnh thoảng nên tổ chức pháp đàm. Ví dụ bây giờ mình gặp á, một người bạn cũng khổ giống mình nè,
hai người bạn khổ giống mình đó, bữa nào mình hẹn với nhau một cái cuối tuần nào đó mời 10 cái chị giống mình đó tới ngồi nói chuyện, là mình sẽ có 10 pháp sư. Cho nên ngày hôm qua đó mà mấy em đó lên nó hỏi, thật sự ra cái câu hỏi đó mà Pháp Hòa biết chắc rằng có rất nhiều cha mẹ cũng gặp trong cái tình cảnh đó, mà tại có thể quý vị ngại quý vị cũng lên nói thôi. Chứ còn mà con cha mẹ mà có những con cái mà gì đó bị ăn hiếp mà không thể chia sẻ với mình cũng nhiều lắm. Ở bên chùa ở bển á, Pháp Hòa tổ chức khóa tu mùa hè, thì các em nó về nó tu thì cha mẹ hay đưa mấy em nó về nó tu. Thì cha mẹ ngoài giờ công quả, Pháp Hòa hay tổ chức pháp đàm cho cha mẹ ngồi lại với nhau, rồi bắt đầu đem ra mổ xẻ những vấn đề trong con cái. Ví dụ như hôm nay mình nói một vấn đề là làm sao để mình có thể nói chuyện với con mình khi mà con cái mình nó lớn lên và nó hình như nó ít tiếp xúc với mình. Ví dụ vậy đó, nó đi học về là nó cứ đóng cửa, nó có thế giới của nó. Rồi có nhiều khi mình đâu làm gì được nó, nhưng mà làm sao để mình hóa giải những cái đó. Rồi có nhiều bậc cha mẹ có những cái cách rất là hay, thì quý vị ngồi lại quý vị pháp đàm với nhau. Cũng giống như là các vị tu sĩ mà thỉnh thoảng có những cái dịp mà gặp là tổ chức những buổi pháp đàm. Làm sao để một người tu sĩ có thể hành đạo ở cái xã hội hải ngoại này, thì các vị chia sẻ với nhau. Tại vì người tu sĩ thì phải đi hành đạo, thì gặp rất nhiều khó khăn. Mà đôi khi một thầy, một chùa, một cô, một chùa, cả đời mình làm việc cứ phải đối diện mà mình chưa có cơ hội mình chia sẻ những cái kinh nghiệm hoặc học hỏi đó. Cho nên cái này là quý vị có thể tổ chức pháp đàm với nhau, có nhiều vấn đề trong cuộc sống. Còn quý vị hỏi quý thầy thì quý thầy chỉ trả lời chung chung vậy thôi, tại vì thiệt chung là quý thầy không được xúi gì hết trơn á. Không có thể xúi về đánh làm chuyện gì khác hơn. Kính thưa thầy, con xin thầy giải giùm con. Ông xã con bị bệnh ung thư, con lên chùa, con nhờ thầy lễ, nhưng về ông xã con vẫn chết. Hiểu chữ lễ không? Tức là xin lễ cầu an á. Con lên chùa nhờ thầy lễ, nhưng ông xã về ông xã con vẫn chết. Em chồng bảo là con lên chùa lễ là ông xã con chết. Xin thầy giải, có phải lễ là chết không? Thưa đại chúng, là cho dù bệnh không có nhờ thầy tụng kinh cũng chết, có nhờ thầy tụng kinh cũng chết. Bởi vì hồi sáng mình học rồi, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc. Thành thử là lên mà không nhờ thầy thì chắc chết. Nhưng mà không nhờ thầy nữa thì phải chết chắc. Thật ra thì thưa đại chúng, là mình đã hiểu một lẽ thật ở đời: có sanh là có tử, chuyện đó là đương nhiên, không ai tránh được hết. Ngày xưa ông Bành Tổ sống 800 tuổi cũng chết. Thành thử ra cái chuyện chết là cái chuyện bình thường trong cuộc sống này. Nhưng mà bởi vì mỗi người chúng ta có một đức tin, tùy theo cái đạo mà chúng ta tin, thì thông thường thì Phật tử á, hễ mà thầy mà bệnh, ủa không phải thầy bệnh chắc thầy chưa về bệnh quá hay sao. Mình mà có người thân bệnh á, thì mình có cái tâm ý, cái khuynh hướng, cái tâm lý là mình muốn lên chùa để nhờ thầy cầu an. Và cái đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi, nhờ cái năng lực gọi là
gọi là phò hộ, tức là cái năng lực linh thiêng ở những bậc mà chúng ta tin tưởng. Và đồng thời chúng ta thậm chí chúng ta đi tìm bác sĩ, đi tìm tất cả những thầy hay thuốc giỏi để mà chữa cái bệnh đó. Nhưng mà người xưa cũng đã có câu: thầy thuốc giỏi cũng không thể chữa người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Ông thầy mà có giỏi cỡ nào như là Hoa Đà, như Biển Thước, cũng không thể nào chữa được người hết số. Chén linh đơn, tức là chén thuốc hay, cũng không chữa được bệnh nan y. Ngày xưa ông Tào Tháo á, ổng có một cái bệnh là bệnh nhức đầu. Nhưng mà cái thời của ông Tào Tháo á, là có một ông bác sĩ rất là giỏi, ông tên là Hoa Đà. Thì ông Hoa Đà đó, cái thời đó mà ông đã có biết cách mổ đầu để mà chữa cái bệnh não đó. Nhưng mà bây giờ mà nói mổ não thì người ta còn có thể chấp nhận, chứ thời đó mà biểu mổ não ai tin. Thì Tào Tháo nhất định không cho ông Hoa Đà giải phẫu cái đầu ông, vì ông nghĩ rằng Hoa Đà bị mua chuộc, nghĩa là giả bộ nói ông bị bệnh như vậy để mà mổ cái đầu ông để giết ông. Cho nên ông Tào Tháo nhất định không cho chữa bệnh, và thà chấp nhận bệnh chết chứ không cho Hoa Đà. Mà thậm chí sau này Hoa Đà bị nhốt ở trong tù vì cái tội. Và chính ông Hoa Đà cũng không để lại được những cái cuốn sách mà do chính ông đã soạn thảo được. Thì chúng ta thường nghe nói Hoa Đà tái thế, tại vì ai mà giỏi quá thì người ta thường ví ông đó như là một ông Hoa Đà. Nhưng mà Hoa Đà là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa, và ông là một ông thầy thuốc rất là giỏi. Mà chính ông là người chữa bệnh cho Tào Tháo. Nhưng mà bởi Tào Tháo quá đa nghi, cho nên rồi thà là chết vì một căn bệnh mà lẽ ra có thể cứu chữa, vì ông Hoa Đà có cách. Ở đây mình muốn nói, cho dù mình gặp những thầy thuốc giỏi, nhưng mà chúng ta luôn luôn thầm một câu: phước chủ may thầy. Thế nào gọi là phước chủ may thầy? Nếu mình đi chữa bệnh mà bệnh của mình được hết thì cái đó là cái phước của chính mình. Còn ông thầy mà ông chữa bệnh cho mình mà được hết, gặp đúng ngay mình là may cho ổng. Cho nên là may cho ông thầy chữa nhầm được một người còn phước, gọi là phước chủ may thầy. Chúng ta thường nói câu đó. Vậy thì cái chính yếu vẫn là cái phước của chính mình. Khi chúng ta hết bệnh, chỉ là hết một giai đoạn nào thôi, chứ cũng không có phải là hết trọn vẹn. Tại vì thủy chung đến một lúc nào thì cũng phải bệnh và chết. Cho nên mình lên chùa mình có tụng kinh, không phải tụng mà chết, mà cũng không phải là không tụng sẽ sống. Nếu mà có tụng kinh đi nữa, biết đâu nhờ cái năng lực, hoặc là nhờ cái năng lực giáo hóa, cho nên người đó cũng sẽ nhẹ nhàng ra đi trong cái bình an tĩnh lặng. Tụng kinh để xoa dịu cái tâm thức hốt hoảng bệnh tật. Cách đây vài tuần trước khi Pháp Hòa qua đây đó, thì Pháp Hòa đi giảng ở Dallas. Cái tuần lễ hai mươi mấy tây tháng 10 đó, thì Pháp Hòa giảng ở Dallas. Thì cái bữa cuối cùng đó, thì ra có một gia đình chạy lên và nói rằng ba con bệnh nặng lắm, mà bây giờ thì bác sĩ đã giống như là chịu thua rồi, nếu mà được thì xin nhờ thầy lên thăm ba con, giống như là thầy tụng một thời kinh để mà cho ba con được an tịnh. Thì Pháp Hòa cũng nhận lời.
lên thăm. Thì lúc đó ông nằm, ông không có trả lời gì hết, dù mọi người vô kêu réo ông. Nhưng mà trong khi mà ông nằm thôi thóp như vậy, Pháp Hòa mới đứng kế bên giường bệnh, Pháp Hòa nói chuyện với ông. Giống như mình nói bây giờ là khai thị đó. Pháp Hòa nói ông cụ ơi, mấy mươi năm nay ông đã làm tròn cái bổn phận của ông đối với vợ con gia đình. Thôi bây giờ đã đến lúc nếu mà cần buông bỏ thân tứ đại này thì ông cứ buông bỏ một cách nhẹ nhàng, không có gì lưu luyến. Tại vì ở đời này hễ có sanh thì có tử, có khỏe thì có bệnh, có già có trẻ, có được có mất, lúc nào cuộc đời này cũng đều là hai cái nó đối đãi với nhau. Thì thôi mấy mươi năm này mình đã hưng suy theo cuộc sống như vậy rồi, thì bây giờ đến lúc buông xả thì ông buông hết đi. Nói chung là nói cũng nhiều lắm. Thì quý vị biết không, trong khi mà nói như vậy rồi, cái tự nhiên ông nhổm người ngồi dậy, ông gật vậy nè, ông ngồi dậy, ông nhổm người dậy, bắt đầu ông gật đầu. Người nhà đứng đó mà thấy lạ vô cùng. Đến khi Pháp Hòa mới xin phép ông, thôi Pháp Hòa về nha. Thì ông nằm về, Pháp Hòa mới hoành dưới chân về đi ra cửa. Thì ông bật ngồi dậy, ông quơ tay lên. Ông quơ tay lên thì Pháp Hòa mới đỡ cái tay ông, nắm cái tay Pháp Hòa, ông kéo lại, ông để trên đầu ông. Đó là cái chuyện nó mới xảy ra Texas. Pháp Hòa để, ông cầm cái tay Pháp Hòa, ông để trên đỉnh đầu ông một hồi vậy nè, rồi ông mới thả ra. Mà hồi nãy là nằm bất biết. Như vậy thì Pháp Hòa có nói là cái người mà họ nằm bệnh á, quý vị nghĩ rằng lý do người ta nằm là bởi vì người ta không còn đủ sức để người ta phản ứng lại cho mình. Nhưng mà cái tâm thức họ, tất cả những gì chúng ta nói họ nghe hết. Cho nên đối với những ai bệnh sắp mất, mình có những cái ân oán buồn vui gì với nhau đó, tới nói đi, nói cho họ xả. Có lần Pháp Hòa đi một cái gia đình đó, là người ta đạo Tin Lành. Thì hai vợ chồng hận với nhau như thế nào đó mà ông chồng nằm hoài không đi. Thì người ta mới nói thôi giờ chỉ có cách lên mời mấy thầy trên chùa thử coi. Thì đạo Tin Lành mà, thì họ đâu biết gì đâu, thì họ nhờ lên mời. Thì Pháp Hòa vô, Pháp Hòa nói. Nhưng mà rồi ông cứ nằm đó. Pháp Hòa mới hỏi giờ trong nhà còn ai chưa nói chuyện với ông không? Thì gia đình mới nói là còn bà vợ, mà bà vợ đang hận ông dữ lắm, không nhất định không vô. Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa khuyên. Khuyên thì cuối cùng cô chịu vô. Cô chịu vô thì cô chỉ đứng, cô chỉ nói, không cần phải nói lớn nữa. Cô chỉ nói khơi khơi vậy đó. Thôi bây giờ tôi với ông bao nhiêu năm nay có hờn giận gì với nhau á, thì thôi giờ tôi cũng xả. Nếu mà ông có, nghĩa là đủ thời gian ông đi thì ông đi. Thì quý vị biết ông cô này nói vừa xong cái nước mắt ông chảy ra về không tắt thở. Thì như vậy mình mới thấy rằng Cái tâm thức với nhau. Cho nên không phải là mình đừng có hiểu lầm cái lòng tốt của người vợ. Đâu có ai muốn cầu chồng mình chết đâu, trừ khi nào nằm hoài mà do cái duyên nghiệp nó đến thì mà thấy hành thân ép sát như vậy tội quá thì cầu nguyện. Nhưng mà cái cầu nguyện của người ta cũng cầu sao? Sanh thuận tử an. Cái câu mình thường nguyện cho người bệnh đó là sanh thuận tử an. Nghĩa là lúc sống thì mọi việc được thuận, khi mất đi thì cũng mất trong cái sự an tịnh. Cho nên cái câu mà chúng ta thường cầu nguyện cho người bệnh, mà nếu mình thấy họ không thể qua được thì chúng ta hay nguyện cho họ sanh thuận tử an. Còn cái chuyện mà không phải vì lên chùa tụng kinh mà ông này chết sớm hơn, hoặc là bây giờ nếu như mà bây giờ đừng tụng đi, cũng không có nghĩa là ông sẽ không dậy, ông không bệnh, không chết. Cho nên cái đây là một cái tâm tốt. Cái nghiệp nó đến thì chịu thua. Nhưng mà nếu như mà mình có được một thời kinh sám hối cầu nguyện thì chúng ta nhờ cái năng lực đó chúng ta có thể đi trong cái tĩnh lặng nhẹ nhàng. Cho nên mình nhờ ai đó đến tụng kinh, niệm Phật để làm gì? Để an tịnh cho tâm người đó, và đồng thời cho người đó được một cái hướng đi. Tại vì cái lúc mà bệnh mà sắp mất á, thì tâm trí họ rối loạn lắm.
Một là những gì họ còn đang hiện đời này chưa xong, còn lưu luyến. Hai là họ không biết phía trước mình đi đâu, làm gì, gọi là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mịt mờ, không biết phải đi đâu. Cho nên không phải là đơn giản à. Cho nên đừng có hiểu lầm là do cái cô này cô đi tụng kinh về cái chồng của chết, là mình nói như vậy mình tội nghiệp người ta, rồi người ta mang một cái đau khổ là tôi vì do tôi tụng mà chồng tôi chết. Thấy không? Thành tựu không phải vậy. Xin thầy Quang Hỷ giải đáp cho con một thắc mắc. Có một lần con thấy tận mắt mình một vị thầy đến trước nhà bạn con và thò tay vào lư hương mà người bạn thờ trước cửa nhà. Vậy là sao vậy thầy? Và ý nghĩa gì? Câu hỏi là cái vị này sợ mình không tin cho nên nó là tận mắt thấy. Tận mắt thấy thầy, một vị thầy đến nhà của một Phật tử, rồi trước nhà vị đó có một cái bàn thờ, có cái lư hương. Thầy thò tay vô cái lư hương đó, mà cái vị này không lại hỏi cái ông thầy thò tay đó mà đi hỏi em. Cái này là thầy chùa, thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Mình muốn biết thì mình chạy tới mình hỏi what are you doing. Thầy đang làm gì? Bởi vì cái chuyện này nó đâu có thường xảy ra trong nhà chùa. Nếu mà nó có là thầy nào tới cũng thò tay vô lư. Bây giờ tự nhiên thầy để cũng phát sinh chuyện thò tay vô lư hương là cái chuyện của thầy đó. Chọc chơi cho vui vậy thôi, chứ còn Pháp Hòa biết là tại mình thấy cái chuyện nó lạ lạ, mình không hiểu mình hỏi. Nhưng mà thật sự ra là cái chuyện này nó không biết được, là tại vì có thể thầy đó thầy cất cái chìa khóa trong đó làm sao. Thầy thấy làm gì đó mình đâu có biết. Chứ còn cái chuyện nó đâu có thành một cái lệ, một cái luật nghi, một cái gì của nhà chùa. Thành thử ra hỏi em là em chịu thua. Còn nếu mà lúc đó mà nhanh trí một chút nữa chạy tới ngó vô cổng rợ gì trống. Nhưng mà tốt, cái gì mình không hiểu thì cứ hỏi. Tại vì nếu mà mình không hỏi mà mình cứ ôm cái nghi ngờ đó hoài cũng không nên. Còn bữa nay là Pháp Hòa giải tỏ là cái đó nó không là cái gì, nó không nằm ở trong một cái lễ nghi gì của Phật giáo hay của tu sĩ Phật giáo cả. Chẳng qua là một cái hành động riêng biệt lúc đó vậy thôi, chứ bữa khác thầy đó tới chắc cũng không có rờ kiểu đó nữa đâu. Có lẽ bữa đó có một vấn đề gì đó, không? Hoặc là thầy lên thầy thấy cái nhang nó thấp, thầy muốn biết ở trong đó để gì, để cát, để gạo, để gì đó, mình không biết được. Mà nếu như vậy thì tại sao biết nhiều chuyện trên đời người ta cũng rờ, người ta cũng sờ, người ta cũng mó mà không hỏi. Vậy sao nãy giờ ông nói làm gì thầy cứ rờ mũi thầy hoài vậy? Từ trưa giờ em bị dị ứng. Nó cứ ngứa ngứa ngay chóp mũi này nè. Thế nào lát cũng có câu hỏi đó. Mà nếu mà không viết lên là nãy giờ cũng nhìn rồi đó. Trước con kính chúc thầy luôn pháp thể khinh an. Trong này ghi là con kính chúc thầy pháp thể kính an, huệ năng thường chiếu. Thường thường á, khi mà mình muốn dùng mấy cái từ chuyên môn trong Phật học á, nhớ là mình tra dò cho kỹ. Thật sự ra tại Pháp Hòa đọc thì Hòa hiểu, chứ nếu người khác ví dụ mình viết cái này lên bỏ trên Facebook, trên mạng đi, thì người ta thấy là mình xài chữ nha. Pháp thể
chứ không phải là cái pháp. Pháp cái thể, cái là cái thân thể. Thân thể Phật pháp thì gọi là pháp thể. Chữ khinh là nhẹ, chữ an là ổn. Mình chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Tuệ là trí tuệ, đăng là cái đèn. Trí tuệ, cái ngọn đèn trí tuệ ở thầy sáng tỏ thường xuyên. Hoặc là mình nói là cúng dường là dê đê, chứ không phải là cúng vườn. Mà có nhiều vị nói con xin cúng dường. Cúng dường là cúng cái giường ngủ á. Có một hôm Pháp Hòa tới thăm một bà cụ, thì bà cụ này bị lẫn. Bà cụ bị lẫn, lẫn dữ lắm. Nhưng mà đặc biệt có một điều á, thậm chí con của bà cũng quên luôn. Con gái, con trai của bà quên luôn. Mà hễ mỗi lần bà muốn ăn cơm, bà vô bà gặp mấy người, chị cho em miếng cơm em ăn đi. Nghĩa là đến con gái bà cũng quên. Vậy mà Pháp Hòa bước vô thăm á, bà đứng dậy liền. Ô mô Phật, con chào thầy. Đặc biệt không? Hỏi biết thầy nào? Thầy Hòa chứ ai. Hai chuyện. Có cái chuyện này mới đặc biệt nè. Người con gái mới nói má con á, còn lại một cái tiền ít tiền lẻ này, nhỏ nhỏ đây. Nếu đợi má con mất, con đem cúng dường thế cho má con thì cũng được. Nhưng mà sẵn hôm nay thầy đến thăm, con muốn đích thân má con tự tay gửi lên cho thầy, coi như cúng dường cho Tam Bảo. Vì má con còn ít tiền lẻ trong túi, mà kể từ khi má con bệnh tới giờ là cái gói tiền lẻ này nó nằm đây không ai xài. Thôi thì tụi con không cần đến mà cúng chùa cho má con là tốt nhất. Thì người con gái mới nói má cúng dường cho thầy đi má. Biết bà nói hay sao? Cúng rồi thầy xài chứ dường thầy đâu cần con. Quý vị thấy lẫn không? Mà có một cái đặc biệt là người con gái đưa cái gói tiền nhỏ đó đó, bà cụ nói đi vô lấy cái dĩa đi con. Lẫn hết tất cả. Thì các vị con mới nói ủa sao lạ vậy thầy. Pháp Hòa nói đâu có gì lạ. Cái này là chủng tử. Bởi vì hằng ngày bà đi chùa, bà niệm tăng. Niệm tăng là niệm tên của thầy, nhớ thương đến thầy. Cho nên chủng tử tăng đó nằm trong tâm thức đó, trong cái tàng thức của họ. Cho nên khi gặp thầy họ vẫn nhớ. Đó là một. Cái thứ hai, chủng tử thiện lành cúng dường lấy cái dĩa, nó quen, nó thành một cái thuần thục trong tâm rồi. Pháp Hòa kể như vậy để đại chúng biết rằng chủng tử rất quan trọng. Cho nên đừng ghét ai hết, đừng hận thù ai hết, vì nó rơi vào chủng tử rất là nguy hiểm. Và khi mà mình sắp mất đó thì cái đó nó lôi ra, mà nó vô này nó móc. Ủa sao toàn mình hầu người không ưa không à, còn người ưa đâu rồi? Lúc đó mình mới hát em ơi em đâu rồi. Là vì trong tâm thức của mình hàng ngày mình chứa toàn là chủng tử xấu. Chứ cái giờ phút mình sắp mất á, quý vị sẽ thấy thỉnh thoảng đi vô thăm trong bệnh viện, tại sao có những người la lên, hốt hoảng lên? Tại vì những hình ảnh xấu nó đi ra trong lúc đó. Có những người quơ tay quơ chân, đánh tôi, nó đánh. Tại vì trong tâm thức chứa tất cả những chủng tử xấu. Cho nên tại sao hàng ngày mình tụng kinh niệm Phật, để mình đẩy cái chủng tử xấu ra ngoài, đưa chủng tử thiện vô. Cho nên đạo Phật á, không phải lý thuyết, mà đạo Phật đưa cho chúng ta những phương pháp tu tập thiết thực để đưa những cái chủng tử thiện lành vô trong cái a lại gia thức của mình, tàng thức của mình. Ví dụ quý vị thuộc chú Đại Bi, chú Vãng Sanh đi, thuộc chú Vãng Sanh, thì trong khi nằm không biết gì hết, mà thầy hay ai tới tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ là mình chắp tay mình còn dạ dạ được theo. Còn nếu mà nó không biết, không có cái đó, người ta tới người ta tụng nó không có tương ưng, thì làm sao nó đủ lực nó đẩy mình đi được.
Cho nên người khác tới hộ niệm cho mình là trợ lực, chính mình phải là tự lực, để cái tha lực đó với tự lực nó tương ưng với nhau. Mà hai ba ngày nay Pháp Hòa nói đó, cái chánh hành và cái trợ hành, chánh hành là chính mình, trợ hành là người khác, nhưng mà cái trợ hành là phần phụ, chánh hành phải là mình. Ví dụ quý vị không thuộc, quý vị thuộc cái bài hát là ai báo gì, gì chăn trâu là khổ, cho nên ai hát cái bài đó lên là mình có thể theo liền, vì trong tâm, trong chủng tử của, trong tàng thức mình đã có cái bài hát đó. Nhưng nếu không có cái đó ta hát mình không, không có hát theo được. Cho nên quan trọng là mình phải chủng tử. Vì vậy chúng ta gọi là Phật tử. Chữ Phật tử là gì? Cái nghĩa đơn giản Phật tử là đệ tử Phật, nhưng nghĩa đó đơn giản, đơn sơ thôi. Cái nghĩa sâu sắc là gì? Phật tử là người có chứa chủng tử của Phật, chủng tử giác ngộ, chứ không phải chủng tử ma, chủng tử của mê lầm. Cho nên mình được gọi là Phật tử. Phật tử là người chứa đựng những chủng tử của Phật Pháp. Mà không phải chỉ cư sĩ tại gia mới là Phật tử, tất cả chúng ta xuất gia tại gia đều là Phật tử. Nhưng mà Phật tử xuất gia, Phật tử tại gia, chứ không phải bây giờ mình gọi đây là quý thầy, kia là Phật tử. Đó là một cái từ bình thường trong đời sống để chúng ta gọi để phân biệt. Chứ còn nếu nghĩa đúng, đây các vị xuất gia cũng là Phật tử. Nhưng mà chúng ta dùng cái chữ Phật tử, cái nghĩa sâu sắc là tất cả chúng ta phải có chủng tử của Phật, chủng tử giác ngộ, chứ không phải những chủng tử phàm phu, những chủng tử khổ đau. Cho nên mình giận ai, mình hận ai, mình cứ chửi rủa họ hoài không nên. Tại vì mình tự mình tạo cái nghiệp khẩu cho mình. Rồi mỗi lần mình chửi họ là mình hình ảnh của họ có, mình tác động vô tâm tư. Mà khi mình sắp mất hình ảnh của người đó ra, họ làm cho mình sân tức lên, đưa mình vào chỗ đọa lạc. Đâu có lợi lòng gì, không có lợi lòng gì hết. Cho nên chứa một cái người xấu cũng chẳng khác nào, mình chứa một cái người mình ghét trong tâm á, cũng chẳng khác nào mình nuôi một cái tên giặc ở trong nhà. Nó có thể phá nhà của mình bất cứ lúc nào. Cho nên người nào mà mình đã mình đặt cho họ cái tên là mình không ưa thì tại sao mình phải giữ họ? Mà nó nguy hiểm cho mình trong cái con đường sanh tử, chứ chẳng lợi lạc gì. Bây giờ đại chúng cứ suy nghiệm mà nói, ví dụ điều mà cái người mình không ưa, mỗi lần nhắc tới họ là mình phải chửi họ một câu. Thành thử ra cái hình ảnh của họ vừa trong tâm thức mình là miệng mình tạo nghiệp. Thì một lần mình tạo nghiệp về là chủng tử, mình phết đậm thêm cái điều bất thiện trong tâm mình. Thì khi mà mình sắp mất, cái giai đoạn sắp mất, thì ai là người đi ra? Ví dụ như mình thương cháu thì lúc đó mình nằm mình cứ nhớ cháu. Nhưng mà nếu mà ngược lại, mình không có đứa cháu nào mình nhớ, mình nhớ cái người mình không ưa, thì chính cái người đó là cái người đẩy mình đi đọa lạc. Còn mình thương con nhớ cháu thì chính nó là đủ năng lực lôi kéo mình trở thành ra tình ái si mê tù trong lục đạo. Cái bài sám mình hay tụng đó, trăm giây phiền não nghiệp báo theo hoài, nay nhờ năng Phật Như Lai giáng trần cứu độ. Cái bài tụng mà sám khánh đảng, sám thành đạo được của chúng ta đó. Vì vậy cho nên chứ tại sao ta cứ niệm Phật, niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài. Niệm như vậy để ta gieo cái chủng tử Phật vô trong tâm người ta. Tụng kinh gì mà tụng hoài, tụng hoài, tụng ngày nào cũng tụng. Tụng để gieo cái lời kinh vô cái chủng tử, cho cái tàng thức đó. Mà thử thời bây giờ mình không có niệm Phật tụng kinh, cái mình tụng gì? Tại sao mình cứ có một bài hát, mình cứ hát đi, hát hoài mà không sợ chán? Mà bài kinh mình tụng hoài, mình sợ chán. Mà giữa một bài kinh giúp cho mình an vui giải thoát, một bài nhạc làm cho mình khổ đau, cái nào nó hơn? Thí dụ có những bài nhạc mà mình hát lên là tâm trạng mình khổ đau vô cùng, nhưng mình rất thích hát, tại vì nó làm cho cái tâm trạng của mình. Cho nên á, tu tập là gì? Là mình đủ cái tuệ giác để nhận định. Ngày xưa mình không hiểu cái chủng, cái hột giống nào mình cũng đem vô đây hết.
Bây giờ đủ rồi, đủ hiểu biết thì nên lọc bớt đi, cái nào không cần thiết bỏ bớt, nguy hiểm lắm. Cho nên cái chuyện mà mình Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa nói thêm để Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là tại sao bà cụ kia bà lẫn là lẫn ở đâu? Trên cái hiện tượng, cái sự việc cuộc đời, tuổi tác, sức khỏe. Nhưng mà bị chiều sâu của tâm thức, những cái gì mình gieo vào nó vẫn còn đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ những em mà nó bị bệnh đó, nó bệnh Down syndrome, nó bệnh Down, bệnh si khờ vậy đó, bẩm sinh đó, mình làm trái ý nó biết giận, nó biết la không? Vậy thì cái gì làm nó giận nó la? Chủng tử sân hận. Nó lớn lên hiện tượng, nó chưa bao giờ tiếp xúc với ai thì làm gì nó biết cái phân biệt cái gì, mà tại sao người nào đến với nó mà nó không đồng ý một vấn đề gì nó nói hét lên. Vậy thì rõ ràng cái chủng tử nó còn. Rồi người nào mà nó thích nó ôm nó hung, chủng tử ái nhiễm nó cũng còn, chứ đâu phải mất đâu. Rồi á, có nhiều đường. Rồi mình nè, thí dụ bây giờ hồi nhỏ tới lớn mình đâu có ai dạ, đâu có ai mở lớp dạy yêu đâu, không có trường lớp nào dạy yêu hết á. Mà tại sao lớn lên nam nữ tự biết cái đó, chủng tử, rồi tập nghiệp, rồi đời sống hàng ngày. Để Pháp Hòa nói như vậy là để hồi nãy, tại vì mình nói ra ngoài một chút vì nó không có dính dáng câu hỏi, nhưng mà tại vì Pháp Hòa mới nói là những cái từ ngữ mình dùng, thì Pháp Hòa đem ví dụ của bà cụ đó. Thì bây giờ mình vô câu hỏi nè. Con đã quy y môn Tịnh Độ, nhưng con vừa quy y lại lần thứ hai, lần một pháp danh khác, lần hai này pháp danh khác, nhưng lần này tâm con rất hoan hỷ, cũng môn niệm Phật Tịnh Độ. Vậy con có phạm giới không? Và con có tổn phước không? Kính thầy hoan hỷ giải thích cho con. Không có gì tổn phước, cũng không có gì phạm giới. Nhưng mà ở cái mặt tu tập, Phật tử thì chúng ta quy y một lần thôi, bởi vì quy y là quy y chung. Trừ trường hợp quy y lại là như thế này, nói chữ lại đây có nghĩa là vì mình có lý do. Có thể lúc nhỏ mẹ mình dẫn đi chùa quy y cho mình, mình không có ý thức khái niệm gì về vấn đề quy y hết, mặc dù pháp danh mình vẫn còn đó. Nhưng lớn lên mình đã hiểu rõ được ý nghĩa quy y, thì mình tự thân mình lên chùa xin cái lễ quy y đó, để tâm mình, tâm thức mình, từ cái nhận thức sâu sắc của chính mình, chúng ta phát nguyện lời quy y đó. Cái đó gọi là quy y lại đó. Nhưng mà cái đó là một hình thức update and refresh, renew nó lại, chứ không phải là mình bỏ thầy này để mình chạy sang thầy khác, không có cái ý đó. Hoặc là con mình nè, hồi nhỏ mình quy cho nó, mai mốt lớn lên chừng 13, 15 tuổi nó ý thức rồi, nói cho nó nghe xong dẫn nó lên chùa. Bây giờ đó nó có ý thức, thầy ngồi thầy truyền giới, thầy giải thích, nó nghe nó hiểu, tự tâm nó phát. Chứ còn hồi nhỏ mình dẫn lên chùa mình quy y, nhưng mấy đứa nhỏ 3, 4 tuổi dẫn lên quy y là lớn lên cũng cầm cái điệp nói nó pháp danh này thì nó biết nó pháp danh đó, chứ nó không biết quy y là gì. Cũng giống như Pháp Hòa hồi nhỏ, Pháp Hòa qua Canada năm Pháp Hòa 12 tuổi. Thì khi Pháp Hòa đến Canada năm 12 tuổi thì ba Pháp Hòa đó, cái năm đó là ông vô quốc tịch, cho nên là ông mới nói là tôi có hai đứa con nhỏ, nó dưới 18 tuổi, nó mới qua, nó có cần thi quốc tịch không? Thì chính phủ mới nói là không cần, nó còn nhỏ, nó có thể theo ông. Cho nên ba Pháp Hòa có thẻ quốc tịch Canada mà không cần đi thi. Mà bây giờ quý vị mà hỏi Pháp Hòa là đi thi quốc tịch ra làm sao, rồi học ra làm sao, Pháp Hòa hoàn toàn không biết. Nhưng mà nếu Pháp Hòa qua Canada sau 18 tuổi là bắt buộc Pháp Hòa phải đi học và đi thi.
Thì bây giờ ở đây cũng vậy, không phải là mình quy nhiều lần là tốt, trừ khi nào thầy, cái vị thầy mình nương tựa trước kia đó ở xa mình, hay là thầy đó mất đi, hay thầy đó không còn tu, thì mình nương tựa một vị thầy khác để mình nhận thầy đó làm người thầy nâng đỡ tinh thần cho mình. Vì mình không phải quy y với cái thầy đó, mà quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng là chung, còn vị thầy đó là đại diện cho Tăng để làm lễ quy y cho mình. Thí dụ Pháp Hòa quy y cho quý vị ở đây, quý vị cũng đừng nghĩ ồ tôi chỉ biết có thầy thôi, không phải vậy đâu. Pháp Hòa là người đại diện chư Tăng làm lễ cho quý vị để được làm đệ tử của Tam Bảo. Từ đây về sau thầy Lào, Thái, Miên, Việt gì đều là thầy của mình hết. Cho nên mình quy y một lần, hai lần, nhiều lần, cái đó không cần. Nhưng mà nếu mình muốn không, mỗi lần có lễ quy y mình tới mình dự, để luôn luôn mình được nhắc nhở cái pháp tâm quy đó cho mình, chứ không phải là quy lại. Và cái này nó không có một cái quy định nào, cho nên cũng không có gì gọi là phạm giới, là khi nào cái điều đó có hại người, hại mình, cái đó gọi là phạm giới. Cho nên cái này không có gì phạm giới. Mình cũng chẳng tổn thương ai, cho nên cũng không gọi là tổn phước. Quý vị hiểu ý chỗ đó. Cho cái này nó không phạm giới mà nó không tổn phước. Nhưng mà mình hãy nên suy xét lại mỗi khi chúng ta quyết định ô tôi không thích thầy đó nữa, giờ tôi thích thầy này. Quy y như vậy cũng không nên, tại vì quy đó là do cái sở thích. Rồi mai mốt thầy này sẽ có ngày không bị thích, rồi là mình cả đời cứ bôn ba như vậy sao? Không? Con có người chị chồng, con có người chị chồng bỏ đi lấy vợ khác rồi, mà chị con cứ buồn, con và gia đình rất là khuyên mà chị con không nghe, xin thầy cho con lời khuyên. Hỏi vậy nãy là khuyên con. Thật sự ra đó, người ta thường nói gì nè, kim có chích đến mình mới biết đau. Cho dù mình đem vô tận những cái lời khuyên thì cũng là mình là người ngoại cuộc. Mình khuyên là do tình thương, mình muốn cho người đó cái lời khuyên để người đó có một chút ánh sáng để người đó đi thôi. Chứ thật sự rồi khuyên, nhưng mà trong cái lời khuyên cũng thông cảm. Không phải dễ gì một ngày một buổi mà người ta quên được nếu cái tình cảm người ta sâu đậm. Đùng một cái người kia đã không còn thương yêu họ nữa, để đi sang thương một người khác thì họ đau lắm. Rồi mình khuyên mình nói thôi chị ơi bỏ đi, mình nói đơn giản vậy thôi chứ chắc gì tới phiên mình bỏ nổi, không chừng mình còn khổ hơn nữa. Cho nên ở đây nói là khuyên, nghĩa là chúng ta chỉ cho thêm một lời nói để mong người đó có thêm một sức mạnh, sống thêm được một ngày, một tháng, rồi từ từ họ lướt qua. Không có lời khuyên và không có món thuốc nào hay cho bằng cái thời gian rồi sẽ nguôi ngoai cái đau khổ đó. Nhưng mình nói như vậy thì cũng không phải chúng ta bỏ lửng cái người đó. Mình vẫn an ủi, mình vẫn khuyên, nhưng phải có nhẫn nại, phải có sự an nhẫn, thông cảm với người này, để rồi từng bước nâng đỡ ôm ấp họ, cho đến khi nào họ tự quán chiếu, họ tiêu hóa được điều đó. Chứ còn không phải mình khuyên như vậy mà mình có thể giúp được gì cho người đó. Tại vì cái người đó có một cái thương sâu thì hận lớn. Còn bình thường mà mình không có thương thì mình đâu có gì hận. Cho nên yêu nhiều thì hận nhiều cũng là cái chuyện tương đồng như vậy. Cho nên thôi thì mình có cái tâm tốt thì cứ khuyên. Và tuy khuyên như vậy nhưng mà vẫn có cái tâm thông cảm, nhẫn nại. Vì chị của mình đã quá thương chồng, và phải khoảng một thời gian nào đó thì chị mới có thể nguôi ngoai được. Kim chích tới mình mới biết đau. Chứ còn bình thường mình ở ngoài thì mình chỉ khuyên vậy thôi. Con xin thầy giúp bạn con, một người đã có gia đình, hai con nhỏ 7 tuổi, 13 tuổi, là giảng viên đại học. Năm ngoái chồng bạn đột nhiên xuất gia đi tu,
bạn đau khổ vô cùng vì là người yếu đuối, sống phụ thuộc vào chồng. Con khuyên bạn rất nhiều, bao gồm cả giải thích cái khổ, nguyên nhân, cách làm hết khổ và đạt đến hạnh phúc, giống như những gì con được học và làm theo từ sách và pháp thoại. Vì con cũng đã có gia đình, hai con rất nhỏ và cũng có chồng xuất gia .. nghĩa là đi với người khác. Hai người đi xuất gia hết. Bữa nay Pháp Hòa được học thêm từ mới. Nghĩa xuất gia nghĩa là ra khỏi nhà. Mà một người thì ra khỏi nhà để đi thẳng vô chùa, còn một người là ra khỏi nhà này để sang nhà kia. Đó, cái ý cô này cô nói vậy đó. Cô nói cổ cũng có chồng đi xuất gia .. rồi xuất gia đi với người khác. Con may mắn và được thấm nhuần và có thể thực tập pháp môn thiền và thích nghe thầy giảng pháp. Nhưng bạn con không thích. Bạn nói là bạn biết bản thân là người ủy mị nhưng không làm gì hết. Bạn nói bệnh mà không chịu uống thuốc làm sao hết. Biểu đi thể dục ra ngoài hít thở lấy năng lượng thiên nhiên cũng không chịu. Suốt ngày chỉ thích nằm. Con kính xin thầy cho bạn con lời khuyên được không? Chứ con là bó tay rồi. Con không biết làm sao cho bạn một ít may mắn tu tập của mình. Bạn còn nói chồng con chơi chán, về còn chồng bạn đi tu là hết hy vọng. Vậy là bây giờ phải nói là hết hy vọng rồi. Nghĩa là cô bạn kia nhìn người bạn này, thấy bà chồng bạn tuy rằng có người đàn bà khác nhưng mà bạn cũng còn hy vọng. Bữa nào ông chán ông còn về phải không? Còn ông chồng tôi ông vô chùa ông cạo đầu rồi thôi tiêu rồi. Mình là bạn với bạn mình mà mình khuyên bạn mình không được, mình bó tay. Rồi giờ thầy mới nghe sơ, thầy bó toàn thân luôn. Thôi bây giờ thì Pháp Hòa chỉ nói là thật sự ra đó, một người mà có gia đình, có con cái còn nhỏ, nghĩa là mình chưa có bổn phận tròn đầy, mình đi tu như vậy là cũng không được, vì mình còn thiếu sót đối với con cái. Nhưng bây giờ á, đi thì cũng đã đi rồi, không lẽ mình vô trong đó mình biểu ông đi ra. Thì bây giờ chỉ có cách mình quán chiếu thôi. Có thể trong một đời nào đó mình đã phát nguyện trợ duyên cho chồng mình trên con đường tu tập, cho nên đến đời này đủ duyên ổng theo Phật xuất gia. Mình có thể quán chiếu thứ hai, so ra một người đàn ông bỏ vợ lấy người khác với chồng mình bỏ nhà, nhưng mà dù sao chồng mình cũng để trở thành một người tu tập chứ không phải là một người gây đau khổ cho mình, để rồi cũng đau làm đau khổ cho một người khác nữa. Quán chiếu như vậy để có thể mình cũng nguôi ngoai và chấp nhận được. Cái thứ ba, có thể mình hy sinh cái tiểu gia đình của mình để chồng mình thành tựu được con đường tu tập. Có thể trong tương lai ông sẽ độ được nhiều người, thì cái tình thương này nó chan rãi rộng lớn hơn. Thì thôi bây giờ á, ông là đi tu, ông làm một cái bổn phận là độ chúng sanh, còn mình á, ở nhà có hai chúng sanh này để mình độ, thì là hai đứa con của mình. Thật ra thì so ra một người bỏ đi tu, mặc dù mình biết họ vẫn có cái lỗi trong đó một chút, nhưng mà mình vẫn có thể du di chấp nhận được, bởi vì người này
chỉ bỏ cái nhỏ, một cái bổn phận nhỏ để đi tiếp một cái việc khác nó lớn lao hơn, mình có thể quán chiếu để cảm thông trợ duyên. Chứ còn mình hận cũng không nên. Thì ngày trước á, có một thầy đó, thầy đi tu, thầy về quê. Thì lúc đó thầy đang học ở trên Sài Gòn, thì đến cái mùa hè thầy mới đi về chùa quê của thầy để thầy ở nghỉ 2 tháng hè. Thì có một hôm nọ, có một cô gái đi vô chùa thắp nhang xong rồi ngồi ở chỗ Đại Hồng Chung khóc. Thì thầy này thầy mới tới, thầy hỏi thăm xong thầy an ủi, an ủi rồi thầy nói chuyện, rồi thôi thì cái chuyện đó xong thì cô này cũng đi về nhà. Thì thầy 2 tháng hè xong thầy cũng lên trên Phật học viện ở trên Sài Gòn thầy học tiếp. Thì một ngày nọ thầy đang ngồi học thì có một người chạy vô báo tin, nói thầy ơi có một cô gái ở ngoài cổng chùa á, cổ nói là cổ là bà con của thầy, cổ muốn xin gặp thầy. Ông thầy nói trời, tôi đâu có bà con nào ở đây, tôi thầy chắc chắn là thầy không có bà con nào hết, nhưng mà thôi bây giờ đã có người tới tìm thì tôi phải ra tiếp. Thì thầy đi ra, thầy mới chưng hửng, thì gặp cái cô mà thầy chỉ gặp có một lần trong chùa mà sao nhận bà con đâu ẩu. Cái bắt đầu cổ mới nói, cổ mới than là cổ gia đình cổ thế này thế kia, bây giờ cổ không biết đâu, cổ đã lên tận trên này kiếm thầy rồi, thầy phải có trách nhiệm bảo bọc cổ trên này. Cái trời đất ơi, thầy bây giờ sao đây, cô này bây giờ bỏ nhà ở dưới quê chạy lên Sài Gòn mà cổ còn phán cho một câu, cổ nói con lên đây giờ con chỉ biết bám thầy thôi. Thế là ông thầy thấy tội, bây giờ bỏ làm sao, thôi bắt đầu mới đi kiếm cho cổ một cái nhà, mua mướn cái chỗ ở. Rồi bắt đầu thì mướn chỗ ở rồi thì bây giờ cổ dưới quê mới lên mà, thì bây giờ dẫn cổ đi mua sắm. Cái bắt đầu dẫn cổ đi mua nồi, mua chảo, mua gì đó, mua xong cái về có đói bụng cái cổ nấu cơm cho ăn. À cái bắt đầu cái quen dần dần, cái cỡ bắt biết chỗ, cái lâu lâu cái thầy ghé vô, ghé vô sao cái cổ thầy ghé luôn, ở với nhau được một đứa con. Thì một ngày nọ là cô này cổ đi chợ, ổng ở nhà ổng giữ đứa con. Thì sau cái bữa đi chợ đó là cổ mất tích luôn, cổ không có trở về đó nữa, và không có một cái dấu vết gì cổ chết, cổ cái gì hết, mà nói chung là cổ không xuất hiện ở căn nhà đó nữa. Thì thầy này giờ ôm đứa con nuôi, bây giờ đứa con nuôi mà bây giờ thật sự tâm thấy con muốn tu, chẳng qua là giờ thấy cô này tội nghiệp rồi thấy bảo bọc vậy thôi, rồi giờ lại lỡ có đứa con với con nữa. Thì bây giờ mà tu từ nhỏ tới lớn mà bây giờ ra đời mà đạp xe xích lô nuôi con không còn đạp không nổi nữa. Cuối cùng ẵm đứa con trở về chùa chứ ông thầy. Mà khi mà ông thầy mất người đệ tử mà cưng yêu như vậy, ông thầy rất là đau khổ. Thì lúc mà ẵm về nhà rồi mới khóc với thầy. Thì lúc đó thầy nói gì vợ? Cũng giống như mẹ mà con gái mình nó lỡ dại thì phải chịu thôi. Thì lúc đó ông thầy mới ngâm thơ, ông nói thôi con đừng khóc nữa, vai thầy con hãy tựa vào, cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi. Nhưng mà có thể thầy này đời trước là một người đã từng quỵt tình cảm của người khác. Quỵt tiền cũng phải trả mà quỵt tình cũng phải trả. Cho nên mình chưa có chọn, mình muốn giải quyết là mình phải giải quyết cho nó hết. Chờ ở đây thì thôi bây giờ đối với cái người đệ tử mà có một người bạn đời mình đi xuất gia, thì Pháp Hòa chỉ có một cái lời khuyên là thôi bây giờ mình cứ nghĩ đơn giản, ổng đi tu chứ ổng đâu có đi đâu. Mình hy sinh mình nuôi 2 đứa con để ổng trọn thành đạo quả. Cũng giống như ngày xưa Gia Du Đà La đã từng yểm trợ cho Thái tử Tất Đạt Đa đi tu vậy. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa bày tỏ cái ý nguyện đó với Gia Du Đà La thì Gia Du Đà La không có vui. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã khuyến, và cuối cùng cô thấu được. Và cô nói rằng á, thôi thì bây giờ á, trong kinh nói á, nghĩa là Thái tử Sĩ Đạt Ta còn nhắc Gia Du Đà La là nàng
đã nhiều đời nhiều kiếp phát nguyện làm vợ chồng và trợ duyên cho ta làm Bồ Tát hạnh, thì đời này ta cũng muốn tiếp tục con đường Bồ Tát đó và tu tập. Cho nên Yayudhara hy sinh ở lại để nuôi con, để cho Thái tử Tất Đạt Đa trọn vẹn con đường lý tưởng của mình. Vì vậy cho nên á, ở đây á, nhiều khi mình với người đó chưa phải là vợ chồng, nhưng mà có thể mình cũng có thể thương một người tu. Đó là chuyện bình thường, vì mình vẫn là một con người có tình cảm. Thậm chí thầy đó thương mình luôn, nhưng mà cuối cùng lý tưởng ai nấy giữ. Và mình thương người đó thì mình hãy giúp đỡ cho cái lý tưởng người đó được thành tựu. Và thậm chí mình có thể mình viết cho thầy một lá thơ: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Nhưng mà nếu mà lý tưởng của thầy đã vững chãi thì thầy sẽ đáp lại: thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thưa thầy, trong ngũ giới có giới tà dâm, vậy tà dâm có phải là ngoại tình không? Và tội này có nặng không? Hỏi tức là trả lời. Thế nào gọi là tà dâm? Mà hễ tà thì phải có chánh. Nghĩa là chúng ta là Phật tử tại gia, chúng ta có quyền có gia đình và có những cái gần gũi như vợ chồng, đó là chuyện bình thường trong đời này. Đức Phật không hề cấm cản chuyện đó. Cho nên Đức Phật dùng chữ tà dâm là để nói những cuộc tình cảm ngoài cái tình cảm chánh của mình là vợ chồng, vậy thôi. Và khi mà mình có quan hệ một tình cảm dục nhiễm với người khác không phải là chồng vợ của mình thì cái đó là cái lỗi, mình làm hại hạnh phúc của người khác cũng như phá hủy hạnh phúc của mình. Con xin thầy chỉ cho con cách đối xử với cô con. Con đi đâu thì có gì về nhà, con thấy mặt của cô và giọng nói của cô là con nổi cơn sân lên. Vậy con phải làm gì? Xin thầy cho con lời khuyên. Cổ ghi chữ mô Phật mà Pháp Hòa đọc thành bó tay. Thưa đại chúng, như nãy giờ Pháp Hòa nói vậy đó, cái này là mình đem một cái chủng tử của cái người đó vô nặng nặng quá trong cái tâm thức của mình rồi, cho nên mình nghe giọng người đó, thấy tướng người đó là mình nổi cơn sân giận mình lên, thì tự mình phải quán chiếu là có cần thiết phải làm vậy không. Con có một người chú rất tốt bụng, biết sống vì người khác, nhưng chú rất nóng tánh và hay có góc nhìn tiêu cực. Mỗi khi nghe, nhìn hay biết về ai hay việc gì không đúng ý là liền nói năng, phản ứng nóng giận, nói những lời thô lỗ. Con xin thầy chỉ cho trường hợp này để chú con được bớt tốt hơn. Cái vấn đề là chú có muốn thay đổi hay không? Chứ còn bây giờ chú này nóng tánh mà mình vô mình hỏi, để cho chú mà giờ mình có đem công thức về mình đưa, ổng có chịu uống không? Thì cái vấn đề là chính đương sự phải nhìn ra mình có problem này hay không, thì đương sự mới có thể cải hóa được. Một người không nhận mình bệnh thì làm sao người đó chấp nhận uống thuốc? Rồi mình đi xin to thuốc về mình để đó, họ cũng để thuốc cho tới ngày hết hạn, chứ họ cũng không uống đâu. Thành thử cái quan trọng là làm sao cho người đó hiểu được vấn đề là chính đương sự cần. Có nhiều người người ta nóng tánh mà người ta đâu có nhận. Tôi đâu có nóng. Và lúc nào cũng nói tôi nóng có lý do. Nếu mà họ nóng quá mà họ nói tôi nóng có lý do, và thậm chí nói tôi không có nóng tánh. Cho nên cái người phải nhận mình bệnh thì mới có thể tiếp nhận. Còn nếu bây giờ mình nhìn cái người chú này á, chú cái gì cũng được, tốt tánh lắm, chỉ có một điều là
nóng tánh và hay có những cái nhìn tiêu cực. Thì nếu như mà mình á, được nghe chú đó nói những lúc tiêu cực, thì mình có đủ những cái gì tích cực để mình giúp cho chú thấy được cái điều tích cực để chú giảm đi cái tiêu cực ở nơi chú không? Thì chạy vì mình mới là tiếp xúc với chú. Cho nên mình phải làm sao nhận ra những cái dở của chú đó, rồi mình chuẩn bị những cái điều kiện mà mai mốt chú đó phản ứng lại, thì mình có cách nào để mình giúp cho chú thấy rõ cái ngược lại để chú cải hóa. Xin thầy giảng dùm cho con ý nghĩa bốn trí. Một là thành sở tác trí, hai là đại quan, là thành sở tác trí, đại quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Thưa đại chúng, là ở trong Phật học á, nó có hai phần. Một là thức, hai là trí. Thức á, là cái chúng ta nhận biết rồi phân biệt, so sánh, cho nên nó có phiền não, khổ đau. Còn trí á, là chúng ta nhận biết mọi sự việc như là mà không thêm bớt. Hai cái đó nó khác. Trí là do tu mà có, còn thức là do đời sống hàng ngày chúng ta huân tập. Ví dụ như hồi nhỏ mình chưa có biết cái đó là cái gì, nhưng khi lớn lên á, mình do mọi người xung quanh nói cái đó là cái gì, rồi mình gom thành một số kiến thức của mình. Rồi mỗi khi mình gặp cái gì là mình đem cái kiến thức đó ra để mình nhận định vấn đề. Cho nên là luôn luôn mình sống bằng cái thức, mà ít khi nào mình nhận định bằng cái trí đó. Ví dụ như là cái chuyện nãy vậy đó, đi lên chùa mà tụng kinh mà cho ông chồng chết, là đó là nhận thức bằng cái gì? Bằng cái thức phân biệt và so sánh và nghi ngờ của mình. Còn nếu mà cái người mà có cái trí là họ bao giờ họ nhận định sự việc nó như vậy à. Cũng giống như ngày hôm qua có một câu hỏi mà bà chưa có trả lời. Hỏi rằng á, có phải là mình để tang có người thân của mình rồi mình không được tới nhà người khác không? Mà tới nhà người khác mà người ta xui, có đúng không? Thành thử ra cái đó cũng là một nhận thức thế gian thôi, chứ nó không có liên quan gì một cái sự việc hết á. Bây giờ mình nói ví dụ như mấy người Mỹ, mấy người Tây đó, họ cũng có người thân họ mất, cũng gọi là có tang thôi. Nhưng mà cái vấn đề không phải cái vấn đề để tang nó không nằm trong đạo Phật. Để tang là truyền thống của dân tộc Á Đông, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc. Kiểu đạo Phật á, là đến dân tộc Việt Nam và thấy những cái phong tục nào đẹp thì đạo Phật tiếp nhận. Chứ còn nguyên thủy đạo Phật không có vấn đề để tang. Và khi mà chúng ta để tang thì chúng ta bày ra một cái lễ gọi là lễ thọ tang. Mà đã thọ thì phải gì? Phải xả, để cho nó thành một cái nghi lễ của tang chế. Rồi người xưa mới có một vài cái quy định để chi? Để giữ con cháu trong khuôn khổ, là khi có người thân mất thì chúng ta phải có một cái quy định nào đó trong bao nhiêu ngày để gọi là giữ cái đạo hiếu đối với cha mẹ. Cho nên người xưa nói là trong 49 ngày hoặc trong 3 năm mình không nên thế này thế kia. Đó là để giữ cho chúng ta trong một khuôn khổ nào đó, để chúng ta bày tỏ cái lòng hiếu thảo của mình đối với người thân mất. Cho nên mới dặn là khi mình để tang không đến nhà người khác vì sợ xui. Nói như vậy để chi? Để giữ mình. Chứ mình đang để tang cha mới chết chôn hôm qua, bữa nay có bạn mời đi sinh nhật mình cũng đi, rồi vô đó mình nghe nhạc, mình vui chơi, thì nó nhìn nó không có đúng như cái đạo lý của cái người Á Đông mình quan niệm. Vậy thôi, cho nên mới quy định. Chứ còn nó không có cái luật nào mà thậm chí bây giờ lỡ đi mình không biết cái chuyện đó, mình đi tới nhà người ta có gì trở ngại không? Không. Chẳng qua là tại vì mình quan niệm mà lâu ngày người này nói một câu nó thành ra một cái vấn đề vậy thôi, chứ còn không có gì trở ngại hết. Thì chúng ta đem những cái nhận thức thường tình đó để chúng ta quy kết cho một việc gì đó. Chứ còn thật sự ra cái người nhìn bằng cái trí rồi thì không có vấn đề đó. Chờ Pháp Hòa giải thích hai chỗ thức với trí. Thì bây giờ mình tu á, là mình phải chuyển những cái thức đó thành ra những cái trí. Thì trong đó chúng ta có 8 loại thức
và chuyển 8 cái thức này thành ra 4 loại trí. Ví dụ như là mình có một cái thức gọi là thức A-lại gia. Là thức A-lại gia là gì? Là cái thức này là cái nó chứa đựng tất cả những chủng tử, tốt xấu đều có hết á. Nhưng mà hễ mà cái chủng tử xấu mà ô nhiễm mà nó nhiều á thì nó hoành hành, nó làm mình khổ. Ví dụ như bây giờ mình Pháp Hòa nói thức A-lại gia đơn giản là trong cái memory của mình, cái bộ nhớ của mình. Nếu mà mình nhớ điều thiện nhiều thì cái tâm tư mình nó làm sao? Nó vui vẻ, nó thoải mái. Tại vì cái hạt giống, cái chủng tử mình chứa nhiều niềm vui. Còn nếu mà mình chứa quá nhiều những điều khổ đau phiền muộn thì nó thành ra nó ô nhiễm trong cái tâm thức mình. Đó. Thành thử là cái nhà kho của mình á, ví dụ trong căn phòng này mà mình chứa quá nhiều những cái thứ dơ, nó có thể tạo ra những cái ô nhiễm, thì mọi người ngồi đây có thể lây bệnh hết. Thì trong cái tâm thức chúng ta nếu mà chứa quá nhiều những cái ô nhiễm thì nó cũng ảnh hưởng mình. Cho nên mình phải chuyển những cái chủng tử trong cái tạng thức này hoàn toàn trong sạch. Chuyển từ cái thức mà là cái nhiễm ô đó đó, chuyển ra thành cái trí. Thì cái trí này nó giống như một tấm gương trong sáng, cho nên gọi là đại viên cảnh trí. Cảnh là cái kiến. Đại viên tức là một cái cảnh viên này là viên mãn tròn đầy, như một tấm gương viên mãn tròn đầy mà được chuyển từ cái thức A-lại gia. Rồi bình đẳng tánh trí là gì? Là do chúng ta có cái kiến chấp phân biệt, có khả năng thấy được tất cả các pháp là bình đẳng. Mình cái thức này mình chuyển là tại vì mình thấy các pháp mình có so sánh phân biệt. Cho bây giờ mình thấy các pháp đó bình đẳng, cho nên gọi là bình đẳng tánh trí. Hay là đại diệu quan sát trí, chứ không phải là đại quan, diệu quan sát trí là cái ý thức của mình được chuyển qua một cái quan sát, một cái trí tuệ sáng suốt, tìm tòi mọi thứ mà do cái trí chứ không phải do cái thức. Nói tóm lại, những cái trí này do tu tập. Và bây giờ Pháp Hòa nói như thế này nè, đạo Phật có cái đặc biệt á, khi mà chúng ta thành tựu một cái gì đó thì không phải là chúng ta dục cái đó đi để thế cái khác. Nhưng mà đó là cũng là một vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề này đã được chuyển đổi từ cái trạng thái ô nhiễm thành ra thanh tịnh, chứ không phải là cái gì hết đó. Ví dụ hồi nãy mình giận cái người kia do mình hiểu lầm. Rồi bây giờ mình hiểu được vấn đề, mình không hiểu lầm người đó nữa, thì cái tâm giận đó mình dục ở đâu? Đâu có đâu. Cũng cái tâm nãy đó. Mà hồi nãy mình giận, mà bây giờ mình hiểu được vấn đề thì mình chuyển từ cái tâm giận thành ra cái tâm hoan hỷ. Đó. Thì cái thành tựu của đạo Phật á, không có nghĩa là chúng ta dời một cái gì hết á, mà chúng ta chuyển từ một cái tâm niệm này sang một cái tâm niệm khác mà thôi. Quý vị nhớ cái đó. Cái cách tu của đạo Phật là hồi nãy đó mình đem bao nhiêu cái nhận thức nhiễm ô, đó là mình sống bằng cái nhiễm ô cái thức. Bây giờ mình đem bao nhiêu, khi mình tu tập mình có được cái tuệ giác rồi thì mình chuyển từ cái nhận thức nhiễm ô thành ra cái trí, là nhận thấy mọi việc mà có sự cảm thông, có sự thấu đáo. Cho nên chuyển từ cái tâm nhiễm ô thành cái tâm thanh tịnh thấy biết rõ ràng gọi là trí, chứ không có gì hết. Giống như là mình tắt đèn, thì tắt đèn đi thì cái bóng tối á, nó ngập ở trong cái phòng này. Nhưng mà khi mình bật đèn lên, bóng tối nó đâu có đi đâu đâu. Nhưng mà tại cái ánh sáng đủ cho nên làm cho cái tối nó tan biến. Thì nhớ là mình tu hành cũng vậy. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là phiền não tức bồ đề.
phiền não tức bồ đề, thì cái chữ tức đó nghĩa là nó đó. Phiền não cũng là bồ đề, tại anh không hiểu thì là bồ phiền não. Nhưng khi mà anh đã hiểu rồi thì tự nhiên nó thành ra cái tâm sáng suốt bồ đề. Cho nên cái chữ là không tức thị sắc, sắc tức thị không. Thế nào gọi là sắc tức thị không? Thì cái chữ bây giờ này, ngay cái hoa này là sắc, nhưng mình vẫn thấy cái sắc này là duyên hợp giả có, không đợi nó tan biến mới kêu không. Ngay đương thể, đương lúc đó là sắc, tôi vẫn thấy nó là không. Cho nên danh từ gọi là đương thể sắc không, đương thể tức không. Đương khi nó đang là cái thể này nè, tôi vẫn thấy nó là không. Chẳng qua là mình gọi hoa hồng là tại vì bây giờ đó nó gom lại. Bây giờ quý vị biết, đâu có cần phải đợi nó dày mới kêu không. Này là đồ ráp, nó héo rồi, nhưng mà còn ngày cuối nữa, không lẽ đi thay. Thôi chịu khó cắt chân mài, tỉa chân mài nó là sáng giờ đó chứ. Sáng chân mài nó hư đó, cầm cái dao tỉa mấy chân mài, cắt lông nheo rồi lại. Đương thể tức không, cái thân này là đương thể tức không. Ngay thấy sắc đây, tôi vẫn thấy nó là không phải sắc, bởi vì nó được phối hợp bởi đất, nước, gió, lửa, chứ không có gì hết. Chẳng qua là một hợp thể. Nhưng với cái người nhìn bằng cái trí, tôi nhìn thấy rõ anh chỉ là một hợp thể. Tôi đâu cần đợi anh rã ra tôi mới kêu không đâu. Nếu mà đợi rã ra không thì là bình thường rồi. Với cái trí tuệ bát nhã, cái gì hiện còn tôi vẫn thấy nó chỉ là một hợp thể thôi. Giống như bây giờ mình gọi là, nãy giờ gọi cái sân khấu này là pháp tòa, mà chiều hôm qua đó là sân khấu của đám cưới. Rồi bây giờ mình kêu là đạo tràng, chứ ngày hôm qua nó là cái ho ta nhảy đầm. Thật ra mình với cái người mà có trí là ta nhìn vạn pháp như vậy. Cho nên sắc tức thị không, ngay cái sắc tôi vẫn biết sắc này là không. Bây giờ nhìn tôi nhìn cái không, tôi vẫn thấy sắc. Ví dụ mình nhìn cây nhang, mình nhìn cây nhang mình nói là cây nhang, nhưng mà mình nhìn bằng cái trí là cây nhang này được hợp thành bởi những thứ không phải là cây nhang. Vì cây tre không phải là nhang, bột trầm không phải là nhang, hồ trộn trong bột trầm không phải là nhang, màu đỏ nhuộm chân nhang không phải là nhang. Nhưng mà nhờ những cái không phải nhang như màu đỏ, cây tre, bột trầm, keo gom lại, pha trộn, nắng đem phơi, gọi là cây nhang. Đó, mà ngay khi tôi nhìn cây nhang, tôi vẫn thấy cây nhang được làm bởi những thứ không phải là cây nhang. Nhìn như vậy đó, gọi là cái nhìn của bát nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trong hư không này, mình gọi là hư không, nhưng mà thật sự trong hư không này có sắc, có vi trùng, có bụi, có đủ thứ hết. Tại mình không thấy thôi. Thì khi cái gì mình không thấy mà nó vẫn có thì gọi là diệu hữu, có một cách rất màu nhiệm. Cho nên cái người mà có được cái trí chuyển, hồi xưa tôi sống bằng nhận thức phân biệt, cho nên tôi buồn, vui, khổ, não, đu thứ hết cả ngày. Thôi bây giờ tôi không có sống cái kiểu đó nữa, tôi sống cách khác. Tôi vẫn thấy mọi thứ, nhưng tôi không phân biệt gì nữa hết. Ví dụ như hôm nay tôi ăn bánh ướt, ngày tuần rồi tôi cũng được ăn bánh ướt. Nhưng mà cái người mà sống bằng cái thức á, bánh ướt này không ngon bằng bánh ướt tuần rồi, nước tương này không mặn mòi bằng nước tương hôm qua. Thành thử suốt ngày ăn mà không thưởng thức được cái vị của nó, mà cứ đem cái thức phân biệt của hôm qua, của hôm tuần rồi, của tháng trước,
ăn vậy đâu ngon lành gì đâu. Còn người trí tàn ha, à nước mắm hơi lạc, tôi chỉ cần thêm miếng nước tương mặn mòi đủ ăn. Đó, người trí ta ăn vậy cho nên ta ăn vẫn ngon. Còn người mà mình giống bằng cái thức là nước mắm lạc quá, à, không ngon bằng tuần rồi, nhưng mà đâu có ngưng đâu, vẫn nói mà vẫn hết dĩa. Vì vậy thì bây giờ mình nó có gì đâu. Người trí nhận biết cái này lạc thì tự động đi kiếm cái gì đó để cho nó mặn mòi đúng khẩu vị mình, rồi ăn một cách hạnh phúc thoải mái, mà không ngồi phân biệt tuần rồi, tuần trước, tháng kia, năm kia gì nữa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Và thức vị trí. Chính vì vậy cho nên khi tụng kinh, khai chuông mở xong nè, bốn tiếng cuối cùng, cốc, 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 cốc trước khi vô kinh. Nghĩa là chúng ta chấm dứt sanh, già, bệnh, chết, và tu tập để thành được tứ trí này. Cho nên bốn cái cốc cuối cùng, cốc. Đang mở cái bài anh ơi nếu mộng không thành thì sao. Thôi chúng ta ráng một vài câu nữa rồi mình sẽ nghỉ, vì cũng còn rất là nhiều. Thưa thầy, con có đứa em gái nuôi trong lúc này sức khỏe yếu kém, sắp sửa mổ. Trước đây em ấy ăn chay trường, nay vì sức khỏe xin hỷ xả để chuyển qua ăn mặn cho đủ sức khỏe hơn, có được không thưa thầy? Dạ được chứ có sao. Sẵn đây trong này cũng có một câu hỏi dính dáng là có một bà cụ ăn chay tháng 10 ngày rồi qua đây đi thăm con. Rồi bây giờ qua đây thăm con thì con cái không có thuận tiện lo cho thức ăn chay. Thì ông xã mới nói thôi bây giờ bà ăn bớt lại đi để cho đỡ phiền con cái. Mình ở đây chơi với nó mấy tháng thôi, về Việt Nam rồi bà muốn ăn nhiêu bà ăn. Bà không chịu, bà nói ăn vậy bà phạm giới. Thì bây giờ câu hỏi là có phạm giới hay không? Thì Pháp Hòa xin thưa là ăn chay không có cái giới gì cả, cho nên không có gì phạm. Chẳng qua là chúng ta chuyển đổi một cái bữa ăn của mình. Vì vậy cho nên á, mình phải tùy duyên, tùy cảnh mình sống. Ở đây cũng vậy, vị Phật tử này có bệnh, mà nếu bệnh mà bác sĩ nói rằng cần phải phục hồi một phương pháp nào đó, thì cái đó tùy mình. Có ngã mặn trở lại cũng không gọi là có tội. Nhưng bây giờ mình trung thành, mình giữ pháp ăn chay, cũng không vì vậy mà gọi là phước. Cái vấn đề là chúng ta phải tự hiểu được cái hoàn cảnh sức khỏe của mình. Bởi vì cái thân này chúng ta chỉ mượn đỡ để tu tập, nó như một chiếc thuyền qua sông. Nếu nó bệnh tật thì chúng ta cũng không dùng được nó để tu tập. Vì vậy cho nên cũng phải giữ nó đủ sức khỏe ở một mức nào đó. Chúng ta không cung phụng, nhưng chúng ta không thể hủy hoại. Hai cái điều đó chúng ta tránh. Một là cung phụng xác thân, hai là hủy hoại nó. Cho quý vị cứ tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Xin thầy cho biết xuất gia lúc còn nhỏ và xuất gia lúc về già trên 60 tuổi có lợi và khó khăn ra sao? Cái người nhỏ thì gọi là đồng chơn xuất gia đó, nó có cái lợi. Một là chưa có nhiễm nhiều tập khí, hai là đầu óc không có bị những cái khác nó chi phối, cho nên sự tu tập học hỏi rất là dễ nhớ, thuận lợi rất là nhiều nếu một người trẻ mà có thể phát tâm tu tập. Tuy nhiên nó có một cái điều là kinh nghiệm đời chưa đủ, dễ dàng bị vấp ngã nếu cái người trẻ đó không được sự nâng đỡ chở che của những bậc lớn, và người trẻ đó không có đủ cái tỉnh thức để bảo hộ cho đời tu mình thì rất có thể dễ bị lôi kéo bởi những cái xã hội, những cái hoàn cảnh vật chất xung quanh. Còn đối với người già đi tu có những cái lợi. Một á,
là không còn lui sụp, vẫn giữ cái tâm tu, và không dễ bị lôi kéo bởi những cái vật chất thế gian nữa, tại vì người này đã trải rồi. Tuy nhiên có những cái điều bất lợi là vì mình sống ở đời hơn 60 tuổi, cho nên tập khí ngoài đời của mình nó đã dồn cho mình đã 60 năm. Vô chùa mà muốn làm một cái người tu dễ thương, không ít có hờn giận phiền não cũng hơi khó, tại vì người già thì hay tủi thân và hay chấp những cái gì mình hiểu biết, cho nên rồi tuổi trẻ mà thấy làm gì sai là mình hay nói, thậm chí mình gặp mấy thầy cô trẻ mình nói tuổi đáng con tôi, không? Thành thử là đôi khi cái tuổi già nó cũng có những cái khó khi mình vào chùa. Thứ hai là học không nhớ, học trước quên sau, học sau quên trước, mà chuyện 10 đời trước hỏi nhớ trần. Tuổi già nó cũng có một cái là cái cũ là quên, là nhớ rất là kỹ, nhưng mà cái hiện tại là không nhớ gì. Cho nên là do tập khí, do tuổi tác, do sức khỏe, cho nên cái sự tu của mình nó khó tiến bộ. Trừ trường hợp mình ý thức mình già rồi, tu để gieo duyên, tu để gieo duyên cho kiếp sau thôi. Cho nên mình vào đây mình hãy dễ dãi, đừng câu mâu chấp trước gì hết, xả bỏ tất cả những cái ngã chấp của mình, để mình trở thành một người tu dễ thương khi tuổi về già. Chứ còn không thì rất là dễ bị những cái khó khăn do tuổi tác, do sức khỏe. Thậm chí nếu mình là người đã từng có địa vị trong xã hội mà vô chùa mà tu á, cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tại vì mình bị một cái gọi là sở tri chướng, hay là mình bị một cái gọi là gì, gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là trí tuệ thế gian của mình quá nhiều, mình trở thành ra một cái nạn cho sự tu tập. Cho nên thế trí biện thông là một trong 8 cái nạn. Nạn sanh sau Phật, nạn sanh trước Phật, nạn thế trí biện thông, nạn gọi là đuôi điếc câm ngọng. Cho nên con người chúng ta có những cái nạn, mà trong đó có một cái nạn là do chúng ta nuôi quá nhiều những cái kiến thức đời thường thế gian, mà chúng ta đem vô so sánh với cái kiến thức tu tập là không được, tại vì nó không có tương đồng. Trừ trường hợp là mình biết ứng dụng Phật học vào trong đời sống, rồi mình đem cái đời của mình vào đây để mình lấy Phật học mình cảm hóa nó, thì có thể mình sống được. Còn nếu mình đem thuần chất đời thì chắc chắn sẽ không hảo. Vì ở ngoài đời có thể ăn miếng trả miếng, trong đạo thì không thể được. Cho nên nếu như mà mình đem tất cả những tâm niệm đó vào trong chùa mình sống, thì mình sống không có được thành tựu trọn vẹn cái đường tu của mình. Thôi thì chiều hôm nay qua hơn một giờ, chúng ta cũng cố gắng trả lời một vài câu hỏi, nhưng mà vì thời gian có hạn, đại chúng cũng mệt mỏi, đồng thời câu hỏi cũng rất nhiều, thì thôi thì xin hẹn lại lần sau Pháp Hòa còn sẽ gặp lại quý vị vào ngày 18 tây nữa. Ở đây Pháp Hòa xin được tri ân trước là ni sư trụ trì chùa Hồng Ân, quý sư cô cũng như toàn thể quý anh chị em Phật tử chùa Hồng Ân và các chùa lân cận đã giúp đỡ cho mấy ngày tu học qua một cách rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ. Xin cảm ơn quý ni sư cũng như toàn thể quý Phật tử, và đồng thời cũng xin tri ân tất cả quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cảm tình qua lần thứ hai Pháp Hòa trở lại Melbourne này. Hay Di Đà Phật.